Quang Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì quý cô chú anh chị ơi, hôm nay thì bên hoa viên người ta cho người đến là xây mộ của là Bác Ngộ, người viết thư tay xuyên hai thế kỷ quý cô chú anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, mang lại nguồn cảm hứng cho những nhà văn, nhà thơ, và có những cái công góp vào sự việc tác hợp cho những đôi tình nhân nè, những người thân đi xa xứ với chúng chị cũng được bác viết những cái lá thư để gửi đến cái thời bây giờ. Thì bà con có bác biết rồi, đâu có phải như bây giờ đâu, có điện thoại này kia đâu quý cô chú anh chị, phải viết bằng thư tay đó. Thì hiện tại giờ Duy Minh muốn chia sẻ cho bà con cô bác coi mộ của Bác Ngộ như thế nào hé quý cô chú anh chị đó. Như là Duy Minh thấy đây đó. Cái này là đây mặt trên đúng không anh? Trên đúng không? Giống mấy cuốn sách quá anh. Hay là những lá thư đúng không? Tại vì đứng dưới đây sai không thấy được quý anh chị, phải giơ cái cây lên. Đó, đợi chút xíu khi mà đem xuống ráp rồi thì mình sẽ quay kỹ cho bà con ha. Đó. Cái này giống như những cái lá thư quá đó anh. Tại vì mình không có nhìn kỹ cho nên được. Con lên đây được không anh? Con lên quay cái được không? Rồi. Cho anh đi quấn leo lên xong cái tới mình nha quý chú chị. Xong. Anh cầm giùm em cái em leo lên luôn. Đây đây luôn. Đó đây mọi người. Đó, đây nè. Tên tuổi nè cô chú. Đó. Kỷ lục gia Việt Nam. Cụ ông Dương Văn Ngộ. Đây, mình Ngộ anh. Dương Văn Ngộ. À, Dương Ngộ. Bác Ngộ là người sinh ngày 3 tháng 3 1930, quê quán Gia Cát, quận 6, Sài Gòn. Từ trần ngày 1 tháng 8 2023, năm ngày 15 tháng 6 năm Quý Mão, được tội 94 tuổi. 94 tuổi ha, số tuổi rất là cao luôn quý cô chú anh chị. Bác là người viết thư tay xuyên hai thế kỷ ở Sài Gòn ha quý cô chú anh chị. Trước kia bác làm trong bưu điện đó thành phố Hồ Chí Minh á. Khi bác về hưu thì bác sinh một bác nhỏ ở trong bưu điện để bác viết thư tay, được mệnh danh là người viết thư tình xuyên thế kỷ. Bác là một người là cũng được là bác thiền ở đây, chủ tịch hội đồng quản trị ở Hoa Viên rất là yêu quý. Và sau khi mà nói chuyện và nhiều lần với là bác thiền chủ tịch của Hoa Viên hội đồng quản trị, thì bác biết được cái tâm nguyện của là Bác Ngộ sau khi mất về với đất mẹ Vĩnh Hằng thì muốn về đây Hoa Viên đó. Thì mà đất ở đây cái địa hình rất là đẹp nha mọi người. Biết được cái tâm nguyện đó thì bác Thiền là chủ tịch hội đồng quản trị Hoa Viên dành một cái nơi, phải nói là một cái vị trí rất là đẹp luôn quý vị. Đây là ngay cái góc chữ A, gần cái dòng xoay hoa sen của là Hoa Viên quý cô chú chị. Mà nhiều cặp tình nhân mà đến với nhau cũng là nhờ Bác Ngộ thời bấy giờ đó anh. Đó. Viết thư tay hồi xưa thì quen nhau thì đâu có đây nè, thư, cái lá thư, cái phong bì của lá thư, phong bì nè quý anh chị, cái thiệp á, gọi là như là giống như cái thiệp luôn á, cái này là chưa có mở ra nè, còn cái bên đây là mở ra rồi nè. Rất là hay ha, cái ý tưởng cũng rất là hay. Biết ta đang cái gì không? Cái đó hả? Trời, cái gì á? Cái này cái thằng này đẩy dưới màu bia lên đó, giống như của cầu năm đó. Đẩy cái màu bia lên đó đó. Cái này là phải chút xíu nằm nói ngang gì nè. Nói ngang gì nè, xong cái đẩy cái màu bia đó lên. Đó. Thôi mà nhìn xuống anh ơi. Xuống anh ơi. Xuống đây. Nãy giờ Duy Minh cũng bệnh lắm quý anh chị. Con chào bác.
đây à, còn đây là nhà thơ Kiên Giang ha quý cô chú anh chị. Khúc này là nhà văn nhà thơ không quý anh chị. Cái nơi này là rất là lý tưởng ha. Nói chung là tại vì lâu rồi cái đây là giáo viên dành tặng cho bác lâu rồi ha. Đúng rồi, những người gọi là có công với đất nước đó, và những người nổi tiếng đó quý anh chị. Để gì mình đi qua đây ha quý chú vị. Hôm nay đó có cúng này ha, có cúng là hay quay đồ trái cây đồ đầy đủ ha quý chú vị. Đây là chắc con cháu của ông quá. Đúng rồi, bị bắt rồi đó. Anh nói với em là sai không? Anh nói ba lần rồi đó, cách đây khoảng gần tháng trước đó anh nói là à. Dạ bắt cũng không thấy được gì. Dạ dạ đi cái gì? Đưa cái hình ảnh đó. Dạ dạ. Đưa lên vậy đó. Đang quay này. Anh lát con đưa cho. Dạ. Dạ đây con gái. Con gái không biết là thứ mấy anh có hỏi không? Thứ hai. Hai con đó là thứ hai. Thứ hai con Linh Nguyên. Quay nè, quay hình ảnh. Con này cũng là con gái nữa nè. Cái câu này là mà lên là nhiều lần nhiều nhất lần đó. Nhất. Đang chuẩn bị ha quý cô chú chị, cúng kiến rồi mình thấy đang. Chị cảm ơn Nguyên nhiều lắm nha. Dạ. Rồi, cảm ơn dạ. Với mấy anh nhiều lắm. Dạ. Dạ. Khi. Cầm chú tiểu. Phục. Nêu nhặt tay. Được không? Được không? Ừ. Còn bên đây là anh yêu biết ai không? Ai nè? Nhà văn. Nhà văn Sơn Nam. Chứ không phải nhà thơ. Đây là nhà văn Sơn Nam quý cô chú vậy. Đó. Mình nói lại câu chuyện của Thích Phúc đi. Để mình đọc bài thơ này một cái. Phong sương mấy độ qua đường phố. Đó quý vị, đây là khu vực mà rất là hay luôn ha. Lý tưởng luôn. Bắt hình ảnh của nhà thờ cho nên là bắt ổng với một lý do khác là không được tôn giáo nha. Không được tôn giáo gì hết. Với lý do là lừa đảo tài sản đất đai. Đó. Cho nên là những ai mà không có tạo ẩm của cuộc sống này tích cực mà cứ chửi bới hoặc là làm lừa những cái vấn đề mà tiêu cực là có thể là bị phanh trần nha. Đây là mình thẳng nói Bác Ngọ là một người, Bác Ngọ không phải là nhà văn, Bác Ngọ là một người bình thường thôi, nhưng Bác Ngọ làm ở bưu điện á. Đây thì Bác Ngọ mua mắt rồi, Bác Ngọ sinh ngồi ở phía bưu điện á, Bác Ngọ phía tây. Bác Ngọ được xếp vô là nhà văn nhà thơ đó anh, được xếp vô dàn nhà văn nhà thơ á. Đó, ông là người viết thư thai xuyên hai kỷ lục mà. Đó. Một cảm hứng điều cảm hứng rất tích cực cho giới trẻ, cho mọi người ha. Đúng rồi. Phải theo. Những cặp đôi vợ chồng mà ngày xưa thì không có điện thoại đến với nhau là cũng nhờ bác á. Bác viết thư tay mà. Bác gọi. Anh nhớ có hồi hôm mà cái hôm mà khi mà Hạ Nguyệt Bác Ngộ ở đây không? Có đó. Những cặp vợ chồng mà ngày xưa bác viết thành đôi đó lên đây đưa tiễn bác đi. Nếu mà bà con nào có xem là video đó sẽ biết. Bác Thiền nữa. Bác Thiền là chủ tịch hội đồng quản trị của bên Hà Viên. Cũng tặng tình đến đây và phát biểu chứ bộ. Chủ tịch hội đồng quản trị Hà Viên là rất là VIP đó. Hồi đó thì anh em mình được phỏng vấn mỗi người có một câu mà đúng không? Chú Thiền dẫn anh nè. Chú Thiền chỉ hai anh em mình. Mày vui tức tao chạy vô. Đó một quay này. Sơn Nam. Bác nhà thơ nhà văn này đưa mày quay cho tao biết. Đúng rồi. Chứ mày đừng quay bác cái lung tung á. Lung tung nó hay. Đi qua nè, đi không mình lỡ mình qua mình thăm bác bác nhà văn Sơn Nam đi. Đó quý cô chú chị. Ông là cũng rất là nổi tiếng nha quý cô chú chị. Đó. Đây là nhà văn Sơn Nam nè. Mà đặc biệt là những người nổi tiếng và có công như là có công với nhà nước nè, cách mạng cũng như là góp cái phần mà xây dựng hình ảnh tốt cho đời thì phong sương mấy độ qua phố Hạ Nguyệt nghiêng mình nhớ đất quê rất là thuộc luôn mọi người. Ngày nào thì được Bác Thiền là
ưu ái gửi ngay trong cái góc này luôn quý cô chú anh chị. Đó. Nhà Giang Sơn Nam luôn, chứ nhà bên kia cô bác là Kiên Giang. Đang hạ xuống. Thì vọng gần có nhiều giới trẻ nhà văn nhà thơ sẽ tiếp nối những cái lão tiền bối ha, như là Bác Hồ nè, nhà thơ Kiên Giang nè, rồi nhà văn Sơn Nam nè, đó nói tiếp. À, quý vị chương trình đang cậu xuống ha. Ở đây đất thoáng ha, nằm mình tiền luôn đất kia ha. Trước đầu năm mình rất là cực đúng không? Ôi, nên đây dưới kìa. Hạ xuống miếng để hồi nó dướng cái cây anh ơi. Hạ xuống à. Hạ xuống thì nó chặt không đất. Hạ xuống mình rút thâu dây lên. Đó. Đó, ha, rồi qua cây rồi đó. Ok, qua cây rồi đó. Trước cái mộ cậu năm chia xây tụi nó chỉ như là khẩu mộ. Ờ, khẩu mộ. Trời ơi, nhất là Tâm á. Tâm với ai? Với ai nè? Đi chung với thằng Tâm là ồ, tao rồi. Với cậu, có cậu với bà khán giả vô xem quá trời luôn. Bây giờ cậu thiệt luôn nè. Khẩu mộ, cậu cái phần thân mộ ở trên của là Bác Ngộ ha. Đó. À, mình đứng néo qua đây tí xíu ha. Đó. Cái phần tháp ở trên, phần thăng nè, phần thăng ở trên, có xong mới còn cái phần là đây nữa ha, phần đây nè để xuống này lên chỗ cái để dành để cái bia mộ lên Bác Ngộ. Hồi đó là của chú Vũ Linh là phải nói là khán giả là đông cứng luôn đó, khi mà khi mà cẩu gáp á. Ở đó nặng á, chứ không có ở đâu. Đá này là đá nguyên khối không quý cô chú chị. À, đục đẽo rồi cắt quạ rồi mới hoàn thành, mới đem lên đây mới gáp lại ha. Đó. Có đó, có keo đó. Thấy có bốn góc à. Bây giờ đang căn chỉnh lại cho nó đều hai bên nha quý cô chú anh chị. Sáng bệnh đi muốn không nổi luôn nhưng mà phải cố gắng quý cô chú anh chị. Cố gắng đi vô đây để chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem. Mộ của Bác Ngộ thì ở trên phần thang mộ thì có những cái lá kiểu như lá thư ha quý vị. Bên như là cái một bên là đang mở ra rồi. Cái bì thư. Bì thư đang mở ra, một bên thì chưa có mở ra quý cô chú chị. Để cho mình quay zoom gần lại cho bà con thấy ha. Đó. Và ở trên cái bia mộ thì có khắc về tên tuổi của ông và ngày sinh ngày mất. Và ông là người lập kỷ lục. Đó, kỷ lục gia quý vị chúng chị. Để chút xíu thì mình sẽ đọc cận cảnh cho bà con bác trên cái bia. Cái ô đó lại để nó chạy khỏi chạy con. Nặng lắm á. Lắm nha. Không giỡn đâu nha. Ở đây phải đồ ăn đồ mặn nha, đây nặng nha, phải mặn đâu. Đó, ở đây. Phải mình về ở đây kỹ vậy. Đó. Mấy anh thợ cũng đang là
đo đồ đạt đồ đúng kích thước đàng hoàng ha quý vị anh chị. Đó, đã tính toán sẵn hết rồi, chỉ là đúng kích thước là để xuống thôi. Đó. Này vừa hạ vừa thâu dây lên quá. Đó. Đó. Đơn giản nữa kia. Đó, bây giờ mà anh kia là anh ở đó mà chỉ để một chút xíu kia thôi á. Đó, anh vô lên nè. Đó. Đặc biệt là cái khu này á, là khu của nghệ sĩ quý cô anh chị, mà những người có công với đất nước nè, góp phần xây dựng đất nước và sẽ được ưu ái của bên ban quản lý hoa viên, người ta sẽ tặng đó, quý cô anh chị tùy theo người, ví dụ như hoàn cảnh nghệ sĩ mà nghèo, gia đình nghèo thì có thể là tặng 50%, hoặc là như Bác Ngộ là được tặng 100% luôn quý cô anh chị. À, như Bác Ngộ là nằm ở vị trí này là được tặng 100% nha. Đúng rồi. Ban quản lý hoa viên hồi đó là lúc mà đưa lên đây là tổ chức luôn, tổ chức đám luôn. Đó. Có bác thiền luôn mà. Thiền mà. Trước đây có nghe nói là những người có công với đất nước á. Đúng rồi. Cách mạng. Ông chú quay nhóm chú quay ông vô buổi chiều ông hay nói đó. Ông mua là ông được giảm tại là con của thương binh liệt sĩ hay gì, con của liệt sĩ hay gì thì sẽ ưu ái cho những người mà có con thương binh liệt sĩ nè, ông bà nè, đó sẽ tùy theo cái hoàn cảnh mà để xét ha, ví dụ như giàu thì thôi nhưng mà nghèo quá là được tài trợ luôn đó. Hổm là Bác Thiền cũng có nói rồi quý cô chú anh chị, Bác Thiền là chủ tịch hội đồng quản trị ở Hoa Viên, nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương này. Và con nào cô bác, con nào mà biết muốn biết Bác Thiền cứ gõ lên Google chủ tịch hội đồng quản trị nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương này là sẽ ra cái hình ảnh và cái câu về nói về là Bác Thiền thôi quý cô chú chị. Nhanh lắm, còn cái bia nữa ha anh. Cái bia nữa, cái đẹp rồi anh ơi. Bia mà. Cái bia. Đó. Anh này là anh đang trời ơi. Đó, anh là chuyên nghiệp mà, chuyên nghiệp mà giỏi. Cũng có lẽ em nói. À, qua cái trận này chắc anh yêu chắc anh đi theo cái anh này học ngày quá, muốn theo học ngày anh yêu. Theo học anh á. Anh đưa ra dài quá ha, anh thùng lại đưa ra dài quá thùng. Anh đưa ra thùng lại được chưa? Anh đưa ra quá được, thùng lại được chứ anh. À, nhịp sống nêu, Di Minh Di Lóc. À. Nhịp sống nêu. Về mới coi anh ngồi đẹp trai luôn đó. Rồi. Hết. Chọc ở ngoài rồi. À. Đó. Bao đẹp luôn. Còn cái bia mộ nữa nghe quý anh chị, cái đó mới quan trọng đó, mới đẹp. Cái bia mộ là rất là quan trọng nha, đưa phải căn chỉnh cho nó ngay ngắn. Kia là con gái, kia là con gái của Bác Ngộ đó, gái thứ hai ha, đây là con gái của Bác Ngộ nè, tại vì Bác Ngộ lớn tuổi rồi cho nên con gái của bác cũng lớn tuổi nha. Tiếp tục. Thấy đơn giản mà, phải hồi sáng mà em đâu có đi là em bệnh mà mấy là em không đi là đâu có quay được cảnh này ha. Cảnh này mở hay nè, mình quay cái cảnh mà đang làm đó, đang làm như vậy nó mới hay. Chẳng truyền những cái thông tin cảm hứng luôn, ý nghĩa. Đừng chửi giống ông Phúc Tâm Phúc hả? Ủa, ông thích Tâm Phúc. Bạn của anh yêu á. Ông thích Tâm Phúc. Anh quay ổng là ổng mới xuất hiện là anh quay ổng được có chục ngày là anh bỏ, tại vì sao không, anh vô chùa ông tìm ổng luôn đó. Không phải biết bạn của ai không? Bạn ai? Bạn thằng gì? Thằng gì đi chung với bà Nhi nè. Thằng đấy rồi. Ốc Tiêu hả? Ốc Tiêu. Ốc Tiêu. Ông thích Tâm Phúc là bạn Ốc Tiêu. Ốc Tiêu cách đây khoảng tháng trước ông vô Ốc Tiêu, em đừng có quay ổng nữa nha, hạn chế nha.
em muốn nói mà anh hưởng lắm, tại vì ổng là ông cho bắt á, nếu mà không bắt thì chửi anh yêu nè. À, anh nói đâu mà em nói với ông Kiều á, nói em anh giới thiệu kênh của em rồi mà em quay ông Thích Tâm Hút mơ mốt ha, là người khán giả của anh bỏ em luôn á. Thiệt, à, mấy chị điện em quay ông cha có chừng cùng chống nào không chửi bớ rồi, chửi bớ ông giáo Phật giáo nữa, ông chửi quá trời luôn, quá đáng. Những người như vậy là mình nên quay mình chia sẻ ha. Dạ. Đó. Cái giúp ích cho xã hội, những người mình phải quay mình chia sẻ hình ảnh nó tốt. Còn những cái ông kia thì thôi truyền cảm hứng cho những con cháu sau này, người ta muốn đi theo cái ngành nghề người ta cũng người ta thích nữa, đúng không? Quay đâu mà lên toàn là chửi không à? Anh đây là cháu hả? Là chắc là cháu quá, nó phản diện quá. Anh cảm nhiều cái mà ông cũng chửi ông tục. À. Anh là cháu của Bác Ngộ hay sao anh? À. Là cháu của Bác Ngộ ha. Thầy đó nó tụng cho cô chú à. Đúng rồi. Có thầy đó. Là thấy đơn giản không anh? Đó mình đi với các thấy chưa? À, đúng rồi. Hôm trước của cậu Năm cũng vậy đó, rất đơn giản rồi đó. Đất kia thấy lên. Đều. Như của cậu Năm hình như chép bốn góc anh. Bốn góc đúng rồi. Bốn góc còn ở đây là giữa. Lục gia Việt Nam. Đây đó. Đó. Nếu nế là nó có cây dây là nó lao trước cho mọi người, lát nó vô. Cái đấy xa xa anh Nêu rồi, zoom lên được rồi. Nêu, ở đây nè anh Nêu. Xa xa đi rồi tới đây. Thủy Lục Gia Việt Nam nha, quý cô chú anh chị. Đồ ông Dương Quang Ngộ Việt Nam. Thứ tên chuyên thế kỷ. Đồ ông Dương Nhân Hậu. Xuyên hai thế kỷ luôn anh. Xuyên lục địa luôn. Xuyên hai thế kỷ. Sinh ngày 3 tháng 3 1930 luôn. Bao lâu? Nói bao lâu? Ông này nhắc mời số đài nè. Mắt cũng 2023 nữa kìa. Đúng rồi, mắt trùng với chú mà. Gắn liền số 3 ha. Gắn liền số 3. Đẹp quá ha, màu đây nó. Chỗ đó chắc nữa để hình quá. Cái màu đây là màu gì ta? Màu đây màu vàng hả, màu cát. Này là màu cát anh. Màu cát. Màu cát rất đẹp. Màu cát. Qua đây quay nè. Qua đây nha. Cái phần bia mộ của Bác Ngộ thì nó có những cái gờ hai bên ha quý cô chú anh chị. Nó khác bên mộ của chú Linh. Của chú Linh thì cái mão thì giống như là cái mão mộ vua. Còn của Bác Ngộ thì cái gờ hai bên. À, quý cô chú chị. Rồi, ok xong đó. Có nghệ sĩ là có mỗi cái phong cách riêng ha. Bên đây lại có cái đồng hồ. Đồng hồ hả? Đó, đồng hồ. Đây cái bức tường của nhà hát. Cái bức tường của nhà hát thành phố đó. Cái bưu điện đó, bưu điện thành phố đó. Bưu điện thành phố anh. Còn cái 20 giờ là giờ ông mất. Giờ mất là 20 giờ. 20 giờ. Đó, cô gái bác nói là 20 giờ là giờ của bác mất. Cái bao vùng của bưu điện thành phố rất là đẹp nha. Dạ. Rất nổi tiếng. À, trên đó là cái đồng hồ của bưu điện thành phố, ngoài trên đó có ghi là có để là ngay chỗ số là 8 giờ đúng luôn, là ngay chỗ cái giờ mà Bác Ngộ mắt luôn quý cô chú chị đó. Có đồng hồ để giờ con ha. Rồi anh yêu để máy đi theo ổng luôn đi. Học ngày đi. Anh coi nè. Né anh yêu à. Đó. Thì cho anh thu ra đi rồi mình quay cận cảnh cho bà con cô bác xem ha. Rồi ok. Đó. Đây là quý cô chú anh chị. Trên đây là có cái phong bì thư. Đó. Một bên là đóng lại, một bên là mở ra quý cô chú anh chị. Một bên là ba cái bì thư. À
nói về cái cuộc đời của bác là viết thư tay ha, xuyên hai thế kỷ được lập kỷ lục gia Việt Nam luôn quý vị chú anh chị. Ông là người kết nối yêu thương nè, của những người mà đi xa cũng như là đôi trai gái tình yêu. Bác cũng là viết để là cái thời bấy giờ thì bà con bác biết là đâu có điện thoại như bây giờ đâu đó, nhờ bác mà những cái đôi trai gái đó thành với nhau luôn quý anh chị. Và những người thân xa đình xa quê cũng là được bác viết những cái lá thư, những cái lời gửi gắm đến người thân của mình, là cũng nhờ có cũng nhờ có là bác Ngộ ha quý cô chú anh chị. Đó, bằng bằng anh Khánh nè, bằng quản lý Hà Viên, còn hôm này là bên ban giám đốc ha quý cô chú anh chị. Đó, ban giám đốc Hà Viên ra tới ra coi. Nó bây giờ đang đổ cát vô ha. Anh yêu anh yêu anh Khánh kìa. Đó. 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 Có cả anh Khánh xuống luôn ha. Đó. Kịp lại quá. Lời chào hỏi gia đình của bác Ngộ. Mấy anh thì đang căn chỉnh rồi ha. Đèn dầu quá. Không, đi hư. Đèn dầu. Đèn cũng đèn cái chiều ngọc mua để tặng bác Ngộ. Mấy anh thì đang căn chỉnh lại cho nó ngay ngắn, đo từ mm luôn ha quý chú chị. Đó. Cho gia đình với bên ban giám đốc của học viên người ta làm việc nói chuyện tí ha. Đó, để mình chia sẻ đây tí xíu. Đó. Anh Khánh đây là cái người mà anh em mình khi mà mang đồ vô á là phải trình lên ban giám đốc và xin phép đưa vô. Anh Khánh. Anh là kết nối không? Kết nối để anh ban giám đốc giám đốc của bên nhân sự những cái món quà mà anh em mình nhờ đúng không? Đúng rồi. Với lại cô quà với những cái cây mà lớn đó là phải kèm quà ảnh. Không biết anh đơn. Anh với con Đầm Lăng vô xin Đầm Lăng này trên ảnh nè. Né cái chỗ này. À, bây giờ hiện tại giờ là còn chỉ là còn căn chỉnh là lao dọn nữa là xong đó anh. Rồi xong cái sư sẽ còn máy bay anh ấy luôn nha. Máy bay anh xe cẩu. Đó. Đó, bây giờ là xong hoàn thành rồi, chỉ còn gia đình là nhờ thầy lên cúng thôi quý cô chú anh chị. Một lần nữa thì Duy Minh cũng là cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi kênh YouTube Duy Minh Vlog ha, và chúc bà con của bác thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào bà con của bác. Bà con của bác thấy video hay và có ý nghĩa thì nhớ nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh ha. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con ạ.